Rồi hello, xin chào cô chú anh chị mình các bạn đã đến kênh chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay em lên bò kem nghe cô chú anh chị, cái kem tơ 19 tháng đó, thì chủ nhà nó là mới gieo tinh được một tháng 10 ngày, gieo tinh là gieo tinh kem luôn nghe chú anh chị. Bò này thì với chiều cao là 1m28 đó, theo quan sát thì sái lưng nghiêm chỉnh nè, chân móng là hoàn thiện, chân không bị bú ốp xe xuống lúng xuống luộc gì hết nghe chú anh chị. Dạo lúng đầy đủ nghe, dạo lúng yếm nè đầy đủ đó, chân nè dài tước nè, thấy lực ghê không đó, lúng nè vú bốn vú nghe chú anh chị đó. Coi dạo lúng với vú này sao nè chú anh chị. Thiện bò này chủ nhà nói là dứt giá là 26.500.000, còn thương lượng bớt chút đỉnh tiền xe nha chú anh chị đó. Ai quan tâm thì liên hệ cho em ngay trên số điện thoại màn hình. Sái lên trán thì nó hay trồi lên đỉnh đầu chú anh chị, sái trán nằm lên đỉnh đầu nè, sái trán nằm đỉnh đầu nha. Cái kem này quá đẹp không chú anh chị. Đây sái lưng nè, nghiêm chỉnh nha, F1 nha, lông nhuyễn, da mỏng luôn. Đây chim đỏ nha, nhanh tay nhấc máy gọi cho em ngay nha, để kẻo lỡ. Cậy đuôi nè, đuôi tròn nha, cậy đuôi cũng to nè, tướng nè, coi tướng bò lỏng lãnh nè, đẹp không. Nó dài đòn nha, tại em cọt nó hay nôn vậy chứ thả ra dài đòn. Cái kem này ai mà ưng ý quan tâm liên hệ cho em ngay để về làm bò giống nha, rất là ok. Rồi thấy cái bờ vai không, lực ghê không. Con này lâu rồi không được uống hơn cho lắm, sái nè, mặt nè hiền ghê không đó. Thì em nhắc lại là ai quan tâm thì liên hệ cho em ngay nha, giá là 26.500.000, còn tiền xe thương lượng tiền xe nha, bớt chút đỉnh tiền xe cho cô anh chị. Thì phụ tiền xe thì 500.000 thôi chứ không có phụ hết tiền xe nha. Thì đặt cọc cho em thì em chuyển ship về giao tôi tới nhà. Thì em đưa dạo này lúc này bò có giá có hơi căng nha chú anh chị, bò này đang lên giá này, có dai nè, được ghê không, bò tướng lỏng đảnh ngon không, về phả đòn ra làm to mà 1m28 đây nè. Con này mà đẻ đang lứa nên là nó nở nang nó cao dữ lắm á. Đó. Giá chỉ ở 26.500.000, quan tâm thì liên hệ cho em ngay. Đùi sao dai nè, có em quay xa cho mọi người thấy nguyên khung hình con bò nè. Nhanh tay nhắc máy cho em ngay nha. Nhìn ra khá là đẹp bò nha. Dạo lúng yếm này đủ, sái lưng nghiêm chỉnh, sái trán nó hơi trồi lên đỉnh đầu chí, sái lưng nghiêm chỉnh. Thì nhớ đăng ký kênh em, ủng hộ em để đăng ra nhiều video về mua bán bò trên kênh chăn nuôi Bến Tre nha. Đây wow, chim đỏ đít ghê không, mấy bơm tinh nha, 1 tháng 10 ngày tơ nghe chúng chị, chưa lót cái răng nào luôn, còn răng còn nguyên zin. Có thì quan tâm liên hệ cho em ngay. Thì kênh em nhằm mua bán bò, chủ yếu là mua bán bò cho cô chú chị mình
trong thời gian rảnh rỗi giải trí xả test lên YouTube đánh những con bò nền bò giống, coi xả test giải trí mà mua được bò luôn, một công hai chuyện luôn đó, để phát triển nền kinh tế cho gia đình cô chú anh chị. Tướng bò đắt liền lạc ngon ha, ok đẹp dai rực đó. Rồi rồi về cái đây, cái một phát một dính nè, cái được 1 tháng 10 ngày bơm tinh kem luôn. Thì em xin nhắc lại, nhớ đăng ký kênh cho em ủng hộ em nghe.